Trước mắt quý khán giả, thành viên đang test một bài hát nghe hay, bài đẹp, đặc biệt karaoke thì giọng này đấy, đỉnh cao của âm thanh karaoke rồi. Một đô la Mỹ bố số 4-5-3-40, một quả súp 40 đến từ châu Âu, bộ máy đẩy mới nhất. Mời bác nghe một ca khúc 15 ngày cũ được ca sĩ Trấn Thành biểu diễn trên bộ dàn hát này nhá. Cực hay về tép, giải lời rộng, phát sâu mềm. 10 năm không gặp, từ đường tình đã phố. Mây bay bao năm, tự mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em yêu bên mười năm cách biệt một lần nữa, quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức mãi còn trong ta cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau thì lòng thương ngơ. Tình vẫn phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhu lòng hối xa từ khi cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài quá mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đầy. 10 năm cách biệt tình đành quên lãng. Như mây như mưa bay bay muôn phương. Nhưng em yêu ơi. Bác hãy chấm cho Trấn Thành dành thêm một like nhá. Rất nhiều bộ hát đặc cấp này luôn. Đấy. Mãi còn trong ta. Quá hay luôn. Trực tiếp Trấn Thành nhá. Bỏ hát này thì anh Nguyễn đang ghép loa Mỹ cao cấp luôn nhá. 4-6-5-5 mới đét thơm lức lở luôn. 40 bảo quả súp 40 tạo mắt dày ấm và uy lực. Một con đẩy 4 kênh đang dùng 3 kênh với chiếc băng số cao cấp BSK900 Pro. Mic cao cấp DB mã mới nhá, K60. Mười năm cách biệt một lần nữa. Buồn bấy lâu, nhưng em yêu ơi một vùng ký ức mãi còn trong ta cả một trời yêu. Cả I
dài quá mãi. Trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu đương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng đúng như như anh hôm nay thấy người trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm không gặp, mười năm hát thì quá xuất sắc quá nhá. Mày em mở bài nhạc và nghe cùng, nghe liệt lắm. Bác nghe độ sắc sảo chi tiết lại tép nhá, bát mềm lời rõ. Tất bài bản nhá, tích hợp là 2 trong 1, vừa nghe nhạc chuyên sâu được không nhá, tất cả dòng nhạc mạnh nhẹ hết, du dương chữ tình không lời, lét căng này, hát thì đỉnh cao rồi đúng không? Còn là Mỹ cao cấp nhá, con này hàng không phải hàng bãi, hàng lướt, hình vuông, bát 40, màng còn rất còn là còn đẹp con này, thơm xã này, thơm nước nhá, thép kèn to, đấy, máy đẩy, BS là A904 nhập khẩu nhã luôn, mới đét đấy, tất cả mới đét, một chiếc vang số cao cấp, K900 đồ, một lưng tiếng. Và một quản lý nguồn, một mic cao cấp nhất của DBL thích nhá. DBL thích bản mới này, năm 2023 này, K6000. Đấy, tổng mô này có giá là 58 triệu thôi nhá. Anh em có nhu cầu alo cho em. Đấy, trong bán kính hơn 100 số, lắp ở tại nhà nhá. Còn mua lẻ loa là 26 triệu gặp nhá. 26 triệu gặp loa, 455. Tết rồi bạn, chưa anh thôi. Đây là bộ hát của này, nó chưa được lâu lắm. Anh có chào bác nhá, chúc buổi chơi vẻ.